Hello anh em, chào mừng quý vị tới với channel của mình nha. Thì trong clip ngày hôm nay mình lại tiếp tục đưa anh em vào trong khu quân sự đây. Đấy, chỉ có mỗi một hôm qua là mình có cắt live trên livestream của mình đấy. Là cái clip mình chơi với Lộc, chơi với team của Lộc đấy. Thì vừa mới có cắt live được có một gọi là một clip thôi mà anh em đã kêu lên kêu xuống rồi. Nào là anh ơi đừng cắt live, tôi cắt live ba live các kiểu. Trời ơi dỗi thực sự anh em ạ. Thì đấy, cũng bảo anh em từ trước rồi mà mình cũng gần như là không bao giờ cắt like rồi đúng không anh em? Em xem mình rồi thì em cũng biết rồi. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có một trận nào mà nó hay ho mà nghe nó xịn xò vui vẻ tí thì mình cũng cắt cho anh em xem. Nhưng mà cũng không được anh em ạ. Dỗi thực sự. Để anh em lại kêu ca các kiểu. Thôi, mình xin hứa lần sau thì mình sẽ rút kinh nghiệm. Thì hôm nay thì lại tiếp tục làm clip solo squad cho anh em xem đây. Trước mặt mình có một tên anh em ơi. Rồi, phòng trước mặt đây rồi. Mở cửa ra làm cái gì? Rồi phải lia luôn cái ông này rồi. Thì anh em xem clip của mình thì đừng quên để lại một like nha. Và nhớ comment ý kiến của anh em ở phía bên dưới. Cũng có thể là anh em sẽ comment những... Từ đã, trên này có người anh em ơi, trong nhà này có người. À nhảy ra rồi à. Ra làm gì vậy? Vậy bạn ơi, anh em hãy comment những cái ý kiến mà anh em muốn mình gọi là làm hoặc là đóng góp nội dung cho mình nha. Điều đó thì mình rất là cảm ơn anh em. Và đừng quên là like đấy nha. Và anh em nào cũng gọi là vừa mới tới với channel của mình thì cũng tiện cho mình xin luôn một đăng ký kênh để có thể phát triển được cái kênh của mình nó tốt hơn. Chạy đâu rồi bạn ơi? Không dài dòng nữa, chúng ta cùng gọi là thảm sát cái bản đồ này nào. Mình sẽ lên mình gạt luôn cái ông này. Ông này đấy. Cứ lại còn lỗi miệng, lại còn lỗi chính tả nữa chứ. Trời ơi. Tôi khổ quá mà. Gạt luôn anh em ơi. Trận này mình sẽ bắn cây berry đi. Có tiếng bên nhà xe giữa anh em ơi. À rồi, thấy rồi, trên tầng 2 kìa. Này ngó này. Xong luôn anh em ạ. Như vậy là chắc hai ông này cùng một team rồi. Có tiếng ở bên nhà. Đây gọi là nhà gì nhở? Mình chơi rất nhiều trong cái khu này rồi nhưng mình không thể nhớ được tên nhà luôn á. Dỗi thực sự. Rồi, dưới tầng 1 kìa anh em. Đang loay nhoay kìa. Chắc là hình như biết mình ở đây rồi. Đấy, cam kìa. Rồi một ông nữa. Như vậy là hai ông luôn. Ngó kìa. Rồi bạn cứ ngó đi. Từ từ đã anh em ạ. Mình kiểu gì mình cũng phơ được mấy cái ông này. Hello anh dai. Ui hai tên kìa. Rồi chạy vào trong kia rồi. Mình sẽ từ từ đẩy xuống anh em ơi. Á đù. Một ông đẩy ra ngoài rồi. Ui dồi ôi. Ông ấy ra ngoài xong ông ấy nằm luôn anh em ạ. Rồi nằm làm gì bạn ơi. À. Nằm làm gì bạn ơi. Này thì mặc đồ Giáng sinh này. Rồi một ông nữa ở bên ngay chỗ viền tường. Có một ông đứng ở trong cái cửa này. Từ từ đã bạn ơi. Ăn quả bom này đi. Rồi. Có một ông đứng kê ở chỗ cửa này đây anh em ơi. Kê này. Này thì kê này. Một quả. Rồi sờ mốc được tung ra để cứu đồng đội à. Tặng bạn thêm trái khuyến mãi này. Rồi nốc luôn ông trong nhà rồi. Thế thì đây quả này là bạn. Quả này là toang thanh bên kia này. Ui giời ơi. Trời hạ. Anh em thấy không? Giết người nó cứ gọi là dễ luôn. Ba ông đứng trụm những cái chỗ mà ngu người.info luôn. Quăng bom easy quá anh em ạ. Tại sao mấy thanh niên này thấy mình quăng bom mà vẫn cứ ngồi đây nhỉ? Vô lý thực sự nha. Có cái giảm giật này. Lắp luôn, có tiếng. Nào, bạn bước vào. Này, bước vào này. Kê trước rồi. Chỉ là một con bốt thôi anh em. Như vậy là chắc là mình nghĩ là mình clear được cái khu quân sự này rồi. Từ từ đã. À đủ, vẫn còn tiếng ạ. Vẫn còn tiếng à. Lại thêm một chú bốt nữa. Thôi được rồi. Mình nghĩ này là quá đủ rồi. Mình sẽ đi tìm thính vậy. Đây anh em ơi. Chỗ này vừa nó bắn cái thính kia kìa. Bắn sau. Đây này. Đây này. Từ từ đã. Mình đỗ ở đây.
Mình làm bình nước xong xuôi thì mình sẽ từ từ đẩy sang anh em ạ. Rồi, có ông bắn ở đây rồi. Xe vất đây cơ mà. Á đủ, có tiếng này. Công lên anh em ơi. Đây rồi, ông ấy vòng sang bên trái. Này, sang bên trái này. Làm sao mà vội thế bạn? Có tiếng xe anh em ơi. Rồi, như vậy là thêm vài thanh niên nữa gọi là cũng tới cái thính này rồi. Lượn kìa, lượn như cá cảnh vậy. Thính vẫn chưa rơi, mấy ông này vẫn chưa vào rồi. Rồi bạn cứ lượn đi. Ha, mấy thanh niên này vẫn còn đang lộn nhào ở đây à. Rồi bị kẹp chết rồi thì phải. Thanh niên ở thính bị kẹp chết rồi. Vẫn còn cố tình lượn anh em ơi. Lượn nãy giờ luôn. Mấy ông này lượn lâu thực sự. Xuống mà ăn đi lượn làm cái gì. À đâm vào đây à. Nào bạn vào đây. Rồi thế các bạn toang rồi. Cái tội nhây này thì nhây này. Úi dồi ôi, thính thì không ăn, giết được người rồi, cán chết con nhà người ta rồi cũng không chịu ăn thính mà vẫn còn cố tình lượn anh em ạ. Đấy anh em thấy không, cái tội nhây là cái tội dễ chết lắm, rút kinh nghiệm đấy. Buồn thực sự, mấy thanh niên bây giờ kéo đang ngồi chửi nhau bỗng định mệnh, tại sao mà mày giết được người rồi thì mày quăng sờ mốc các thứ rồi thì ăn luôn cái thính đi rồi đi. Đằng này vẫn còn cố tình gọi là trêu ngươi. Như thế thì chết rồi. Đây đây này. Ông này chắc là vừa bị cán đây. Ủa cũng chưa kịp đút thính anh em ạ. Ủa trời ơi, thính thơm. Mình sẽ cầm luôn cái ốp này. Xịn rồi anh em ơi. Được thực sự luôn. Ok rồi. Mình vào kia mình đổi cái xe của mình. Xe này mất nửa cây rồi. Dỗi thực sự. À đủ, có tiếng trong nhà anh em ơi. Có tiếng trong nhà. Rồi. Trên mái nhà xanh anh em ơi. Có một tiếng nho nhỏ á. Mình sẽ quăng bom lên trước anh em ạ. Công nết trước. Ù tai thì mình sẽ đẩy vào. Quả bom này chắc chắn là bạn sẽ ù tai. Quả này thì làm sao mà nghe thấy mình lên được. Đâu rồi, à đây rồi. Nằm ở đây này, ui trời ơi. Ăn quả bom đấy thì đúng là thốn chí mạng rồi. Có thính vừa bắn ở xa xa. Mình sẽ đi luôn anh em ơi. Đi cướp thính luôn. Đây này, bắn ở trong cái khu mấy nhà này đây này. Rồi bắn tận hai cái luôn cơ mà. Đang ra ăn kìa. Rồi, hai ông ra ăn. Nào. À thò cái đầu. Này thì thò cái đầu này, nốc một ông. Ui, ba ông ra ăn ạ. Này thì thò cái đầu này. Rồi một ông nữa yếu rồi. Ui, tổng cộng là 4 tên anh em ơi. Được rồi, mình sẽ lựa góc để đẩy vào. Lựa góc đẩy vào anh em ơi. Đây đây, mình sẽ dừng ở cái chòi này để mình có thể là xúc được cái tên ở thính đã. Bắn hai cái cơ mà. Giàu thế nhở. Được rồi, mình sẽ công lết vào. Này thì cứu nhau này. Một trái. Này thì sờ mốc này. Không tới anh em ơi. Này thì sờ mốc này. Rồi lại nốc. Rồi như vậy là cái ông vừa được cứu. À ngó này. Này thì ngó này. Rồi nốc thêm hai ông. Hai ông rồi. Bây giờ thì mình sẽ đẩy vào thẳng vào luôn. Còn hai ông nữa thôi. Ta phải nhanh chân lên. Không thể để cho mấy ông này cứu nhau được. Đây này, vẫn còn đang bỏ ở đây này. Rồi trong nhà hai tiếng chân. À đây rồi. Này có này có này. Ốc thêm. Bạn ra đây là bạn sai rồi. Ui cứu nhanh thế. Ui ôi, mình tưởng mình nốc hai rồi chứ. Như vậy là ông này vừa được cứu. Được rồi, mình đẩy thẳng vào luôn. Ông này vừa được cứu thì chắc chắn là đang yếu máu. À thấy trước à. Này thấy trước này. Biết ngay mà. Đang yếu máu mà anh em. Rồi như vậy là cái thính này không chỉ có một mình. Có vài ba thanh niên cũng đang gọi là lườm rồi. Từ từ đã. Máu nước đầy đủ anh em ơi. Có mấy ông cũng đang ngó vào đây rồi. Kìa kìa, sờ mốc kìa. Sờ mốc ở trên trên đồi này. Rồi bên trái mình cũng tiếng bắn luôn. Sờ mốc đang định làm gì đây? Chạy bo à?
Bạn chạy bo thì bạn sai rồi. Ngó nào, ngó ra. À đây rồi. Này ngó này, một viên. Này ngó này, hai viên. Này thì bò này. Rồi gạt vò luôn. Ủa ôi, bò tới rồi anh em ơi. Không được rồi, mình phải di chuyển thôi. Mình bơi anh em ạ. Không được không được. Bò này là hơi ngu người này. Phải vào bò đã, vào bò đã. Bò này là phải bơi rồi. Có một ông vừa lấy bơi đằng sau mình anh em ạ. Là cái tên cuối cùng mà mình vừa gạt xong mình chạy đấy. Đâu rồi? À đây rồi. Này thì bơi này, một viên. Bạn ơi ngoi lên bạn ơi. Đâu rồi? Ôi anh ơi. Ui thôi. Thôi xong rồi, bốc khói rồi. Phí quá anh em ạ. Thôi đã, mình phải vào bo đã. Hơi phí, đáng nhẽ là được thêm một mạng rồi đấy. Ơi con tiếng thuyền. Á à, đủ. Á à, ha. Đi đâu vậy anh ơi? Trời ơi dễ thế. Mỗi viên anh em ạ. Ông này chắc là cũng từ đâu phi vào đấy. Ủa, cái thính này. Ủa cái thính này chưa nút luôn anh em ạ. Kiếm bộ đồ cỏ được rồi. À đủ có ông này. Ôi mũ cam anh em ơi. Mũ cam này. Trời ơi bạn ơi. Cái mũ bạn nó nổi bật hết. Bạn làm sao mà trốn được mình. Trời ạ. À đủ có ông đi gốc cây. Gốc cây kìa, gốc cây à. Đang lo do à. Có một ông ở gần. Một ông cũng đến gần rồi. Gần này clear như vậy là cái ông này với cái ông ở dưới là một. À lại còn vẫn còn ngó à, ngó mình à, ngó mình này, headshot luôn nha bạn. Ở bên kia bắn nhau căng lắm, không hiểu sao thành đến đây ngó mình anh em ạ. Ui bắn nhau căng thực sự luôn. Ha à, ui trời ơi thơm anh em ơi. Tự nhiên lại vớ được một mạng ngon lành, quá ngon lành rồi. Đang bắn nhau ở bên này căng lắm. Cái đồi của mình quá đẹp rồi. Cái đồi của mình là cao nhất trong khu này rồi. À rồi. Ui ôi xịt rồi. Bắn hai vậy. Rồi xong. Như vậy là còn hai tên. Ông này vừa giết được người nào đó thì mình cũng phang luôn rồi. À nằm ở đây à. Nằm à. Sao lại nằm ngoài bo bạn. Tại sao lại nằm ngoài bo bạn. Một viên. Nằm ngoài bo này. Ui dồi ôi. Trời ạ. À. Vẫn còn trườn là bị bắn xong vẫn còn trườn. Không hiểu kiểu gì luôn. Mình cứ nghĩ là còn một team. Ai ngờ là team lẻ rồi anh em ơi. Còn một ông nữa thôi. Có một trong tầm tay rồi. À đây rồi. À, làm gì đây. Ui dồi ôi. Con này bà ngơ ngác. Con này bà. Ui dồi. Ôi vô lý. Pha đấy mà không vào đầu anh em ạ. À. Nhưng mà thôi. Chấm dứt cuộc đời rồi. Bạn ăn một viên ốp thì bây giờ mình đẩy lên thì bạn cũng toang rồi. Này, cho bạn cháy nết trước. Đây là đồ khuyến mại nha. Đừng khuyến mại thôi. À nằm bơm máu à. Trời ơi nằm bơm máu gì cái tầm này. Bơm làm sao được nữa bạn ơi. Easy top 1 rồi. Ok anh em. Anh em thấy sao về clip này. Đừng quên để lại cho mình một like và một ý kiến ở dưới phần comment nha. Mình yên tâm là mình sẽ đọc hết. Với 27 kill. Hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo nha. Bye bye.